Hello, và mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Trendly Gamer cùng tựa game Rainbow Online. Thì sự kiện cũng đã chính thức gần như là kết thúc rồi. Thì chỉ còn có cái đợt gift quà cuối cùng. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ không thưởng thức được cái đợt gift quà cuối cùng đâu. Các bạn thấy thời gian ending sự kiện là còn mười mấy giây à, trong khi gift quà còn đến hai mấy giây lận. Rớt thật sự rồi. Lỡ lần cuối cùng này có bạn nào sở hữu cây kẹo thì sao ta? Ăn mừng kết thúc sự kiện rồi nào. Để xem coi là hòn đảo nó có chìm xuống. Ý, nó chìm xuống kẻ bạn. À, nó sẽ chìm từ từ xuống nha. Chìm từ xuống đáy biển. Còn ai còn liếc tiếc bên kia nữa kìa. Rồi xong, kết thúc. Vậy là sự kiện đã chính thức ending rồi. Thì không biết là có bao nhiêu bạn đã sở hữu được cây kẹo rồi. Các bạn comment bên dưới cho mình biết ha. Tại vì số người sở hữu được cái cây kẹo đó đó là có hạn các bạn à. Nên là sau khi sự kiện này chính thức khép lại thì mình nghĩ là cái cây kẹo này có thể là trai được hai rương trác quỷ full, thậm chí là ba rương luôn á. Đó cũng là chuyện rất là bình thường. Kết thúc còn lại 9 giây gíp quà. Admin cũng ác thiệt. Cho các bạn lụm lần cuối đi. Lỡ cái lần cuối đó có thể ra được cây kẹo thì sao? Lặn mất tâm mất tích luôn rồi. Này là nó đi xuống tận lòng biển sâu. Nó đi qua cái lớp cát bên dưới luôn đó. Các bạn thấy lớp cát bên dưới đi qua luôn rồi. Ăn mừng nào. Kết thúc sự kiện. Mà công nhận mình cũng may mắn đã sở hữu được cái cây kẹo Candy Legend. Chứ không á hả. Trời ơi tức chết quá. Mà mình lụm vậy mà không có nữa thôi luôn. Từ lúc mà sự kiện ra mắt á, lúc 2 giờ sáng thì mình đã canh và mình lụm. Chỉ ngoài lúc quay clip cho mấy bạn xem là mình thoát ra bên ngoài thôi. Còn không đó là mình ở trong server, mình đè đầu đè cổ lụm. Lụm 2 ngày liền. Thì cuối cùng cũng đã sở hữu được cây kẹo Candy vậy ha. Rồi phải nói là cực kỳ may mắn luôn. Thì mình sẽ bắt đầu tổng kết lại. Ở cái sự kiện này mình sẽ được những gì á. Những món đồ này thì mình nghĩ là mấy bạn nào tham gia sự kiện tân thủ cũng vậy đều có hết ha. Chứ không phải là không có, ngoại trừ là mấy bạn chơi, trải nghiệm game sau cái sự kiện kỷ niệm 1 năm của Rainbow ngày mà ra mắt thì không có thôi. Chứ còn á, mấy bạn chơi trong dòng sự kiện này thì những món đồ này á, bạn nào cũng có hết. Thì mình sẽ đi lấy lại thêm một cái món đồ nữa mà mình nhờ HV Gamer lấy giúp mình trong sự kiện là cái túi. Tại cái túi hàng Limited mình đã đưa cho HV á, là một trái quỷ Magu và trái quỷ Guru. Thì HV đã kiếm được một cái kèo trai bằng trái quỷ Magu và trái Guru giúp mình sở hữu được cái túi. Bây giờ mình sẽ vào khu trai lấy cái túi đó và mình sẽ tổng kết lại ở trong sự kiện này mình đã được những gì cho các bạn xem. Các bạn chờ nha. Đây rồi. Cái túi yêu quý mà mình đã sử dụng năng lực trái quỷ Magu và Guru để đổi đây rồi. Bây giờ sẽ bắt đầu trai nha. Bỏ trái UC vô. Coi như là công của HV đã giúp mình lấy cái túi này ha. Thì cái túi này hiện tại á, thì mình nghe nói là lên trai ngang với cái kẹo đỏ rồi còn kèm theo một trái quỷ Legend nữa đó. Chứ trái UC mà trai được cái túi này là chuyện không bao giờ xảy ra các bạn à, khó lắm. Lụm được rồi. Đâu, coi nó có an toàn hay không. An toàn rơi vào rương đồ của mình. Rồi rương đồ của mình giờ nhìn giống như là một đám hỗn tạp à, có rồi. Bây giờ thì mình sẽ kêu HV test thử với mình coi là bỏ hai trái quỷ như thế nào. Cho các bạn xem cái công năng của cái túi này luôn nha. Bây giờ đi tìm HV đây. Tìm thấy rồi. Thì mình và HV sẽ thử với trái quỷ Hero. Tại vì mình có một trái Hero trong người rồi đó. Giờ mình lấy thêm trái quỷ Hero nữa nè. Rồi mình sẽ bắt đầu bỏ vào túi nha. Coi có được X2 hay không. Chắc chắn là được rồi. Không được nữa, kiện cáo admin à. Đây, đầu. Ồ à. Kéo lên trên đây cho bạn xem. Đó, hai trái quỷ Hero. Nhưng mà mình muốn thử thêm một cái nữa. Là mình sẽ trai ngược lại cái túi này cho bạn HV á. Mình sẽ trai ngược lại cho bạn mình. Coi thử coi á, là trong lúc á mà mình có cái túi này và không có cái túi này thì mình đã bỏ trái quỷ vào túi rồi. Thì có giữ được X2 như vậy hay không. Rồi bây giờ thử nha. Đầu tiên là mình sẽ đưa cái túi lại cho bạn HV. Rồi bỏ vô ra. Rồi đồng ý trai. Và các bạn nên ghi nhớ rằng là mình hiện tại là có cái túi là mình đã bỏ được trái quỷ thứ hai là trái Hero vào rồi ha.
Bây giờ thì mình sẽ trai ngược qua để xem thử coi là cái kho đồ của mình có còn ít hai trái hero hay không, hay là trái hero nó sẽ văng ra bên ngoài đây. Xem nào. Xong rồi, bây giờ thì sẽ bắt đầu coi lại nha. Hero, hero, hero. Hero, 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 trong đầu ở đây. Vẫn còn luôn, trời đất ơi. Đọc vậy. Giờ vẫn còn ít hai luôn nè. Mà trong khi là trong người của mình đã trai đi mất cái túi rồi. Thì mình thấy đây là một cái lỗi do admin chưa biết á, hoặc là đội ngũ builder của họ thì vẫn chưa có nghĩ đến cái trường hợp này. Nhưng mà mình đã tìm ra được một cái lỗi rất là độc nè. Nhưng mà thì mình khuyên mấy bạn một câu nha, không nên áp dụng cái lỗi này. Tại vì á, nếu mà các bạn áp dụng đi chăng nữa đó, thì các bạn try mà không cho cái nhân vật mà giữ DS. Lấy ví dụ đi, các bạn có DS nhiều quá, các bạn cho một cái nhân vật mà không có cái túi giữ X2 như thế này, các bạn lạm dụng cái lỗi này, thì tương lai admin mà feed một cái đó hả, thì các bạn nghĩ cái đống trái quỷ X2 của mấy bạn nó sẽ trở về X1, hay là nó làm sao để nó biến mất, nó bốc hơi. Thì đó, đó chính là ở chỗ đó đó. Cái lỗi này á, tuy là mình thấy là nó rất là hay, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì chả hay tí nào. Nếu mà admin mà feed một cái, thì con nhân vật mà đang giữ một đống trái quỷ X2 đó mà không có cái túi này trong ngự thì sao các bạn? Lỡ mà feed một cái, quay trở về X1 là các bạn mất một đống kia mà các bạn bỏ vô cho X2. Trời ơi, nghe nhức đầu chưa? Nên là mình nghĩ là cái lỗi này sẽ được admin feed ngay thôi. Còn nếu mà bạn nào mà thấy còn xài được á, thì có thể sử dụng xài. Nhưng mà đừng giữ quá nhiều trái quỷ X2 khi mà con nhân vật vẫn chưa có cái túi mà các bạn lạm dụng thủ thuật này. Nó mang lại sự nguy hiểm cho mấy bạn rất là nhiều, và các bạn có thể bị mất trái quỷ ha. Nên là cẩn thận trước khi sử dụng nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ra một cái server và sẽ tổng kết lại những món đồ mà trong sự kiện này mình đã sở hữu rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tổng kết lại những món đồ mà trong cái sự kiện kỷ niệm 1 năm từ lúc mà trò chơi Runbeat ra mắt nha. Đầu tiên là cây kẹo nè. Thì cái kẹo này tỷ lệ rất là thấp. Và bên công bố đó thì 100k người trải nghiệm cái đợt update sự kiện event này đó, thì chỉ có khoảng đâu 743 người là sở hữu cái cây kẹo này thôi. Nên là phải nói là nó cực kỳ quý hiếm luôn ha. Thì các bạn trai được hết toàn bộ kho trái quỷ luôn, từ những trái quỷ cùi cho đến trái quỷ hàng legend luôn nha. Luôn trái Tori luôn, các bạn có thể trai hết tất cả trái quỷ legend, luôn trái Tori cũng chưa chắc đổi được cây kẹo này. Và các bạn còn phải trai thêm rất là nhiều đồ nữa để có được cây kẹo này. Cây kẹo này hiện tại đây là món đồ mà có giá nhất ở trong cái tựa game Runbeat. Kế đến á là cái túi này. Thì cái túi này á thì lúc trước mình đâu có đâu các bạn. Mình phải vào khu trai, sử dụng năng lực của trái quỷ Magu và Guru để mình trai qua được cái túi này. Nhưng mà hiện tại á, cái túi này có thể đổi được cái cây kẹo, mà cái kẹo màu đỏ nha, và kèm theo một trái quỷ Lucia nào đó nữa. Thì mình không biết là nó có lên giá hay không. Thì cái túi này á thì giúp các bạn đựng được hai trái quỷ. Nhưng mà các bạn đeo á thì chỉ để cho đẹp thôi, còn không á thì bạn cứ dẹp cái túi này ở trong ngăn chứa đồ là các bạn cũng có thể đựng được hai trái quỷ luôn, khỏi cần mà phải đeo lên như vậy. Nếu mà đeo lên chiến đấu á thì các bạn sẽ bị mất cái chỗ slot áo tròn nè. Đó, mình sẽ đeo áo tròn lên nha, thì các bạn sẽ không xài được cái túi. Mà các bạn lấy cái túi ra thì các bạn sẽ không xài được áo tròn. Đây, cái túi đây lấy ra nha. Đó, thì nó sẽ tự động nó giục cái áo tròn ra và sẽ lấy cái túi ra phía bên ngoài. Kế đến là những món đồ này á, thì gồm có kính nè. Rồi một cái chuông phía dưới đây ha, mình đeo thắt lưng nè. Rồi cái nón. Thì đây là những món đồ mà trong cái sự kiện kỷ niệm 1 năm của Runbeat. Thì những món đồ này cực kỳ dễ thôi. Quý hiếm nhất á là chỉ có cây kẹo này. Và cái này, cái này á thì các bạn phải lượm ở trong những cái hộp quà có. Thì các bạn nào mà giữ khoảng 10 viên như thế này thì rất là ngon. Tại vì một nhân vật á thì sẽ giữ được 10 viên, thì giúp các bạn reset lại cái điểm ta này nè. Đó, mình bây giờ là mình có 8 cơ hội ha. Mỗi lần reset như thế này á thì các bạn thấy nè, ở trong đây sẽ bán là 75 Robux. Ở đâu rồi ta? Đây, các bạn sẽ sử dụng cái này để các bạn mua. Và sẽ 75 Robux. Mà tầm 10 viên như thế này là các bạn đã không tiêu tốn 750 Robux vào cái chuyện mà reset ta lại ha. Rồi kế đến là cái nón cuối cùng. Đâu, cái nón đâu rồi? Cái nón, cái nón, cái nón. Đây, đây cũng là cái nón trong sự kiện luôn nha.
thì mình đeo vô rồi chỉ để ngoại trang cho đẹp thôi, coi như là mình sưu tầm thôi, chứ nó cũng không có nâng sức mạnh gì hết. Không biết tương lai Lạc Minh có nâng hay không ha. Đó là những món đồ mà mình đã tổng kết được trong sự kiện này, mình sở hữu được. Thì cái túi này á, mà lúc mà chưa hết sự kiện đó là mình hẳn tay đi trai liền các bạn à. Lúc mình thấy trai Magu với Goro qua mình thấy tiếc thiệt. Tại vì cái túi đó lúc trước á là Pika với Magu đã trai được rồi, mình chơi trai Magu với Goro luôn. Nhưng mà không ngờ á nó lại lên giá như thế này. Thì bây giờ rất là ngon, trai được cây kẹo màu đỏ với một trái quỷ khác nữa, nhưng mà thôi, mình chỉ sưu tầm để đây thôi, cũng cho ạc mình đựng được hai trái quỷ ha. Vậy là video lần này thì mình chính thức kết thúc tại đây. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye các bạn, và hẹn gặp lại.